Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Học Việt TV. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam, bắt đầu với Julie. Việt Nam tính thay hết lãnh đạo tỉnh là dân địa phương. Bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được báo chí trong nước dẫn lời cho biết, thực hiện chiến lược dùng người của Đảng Cộng sản Việt Nam là không để cho người tỉnh nào lên làm lãnh đạo tỉnh đó. Bộ máy nhân sự của đảng đặt mục tiêu đưa người từ nơi khác về làm lãnh đạo cao nhất ở toàn bộ 63 tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay đã có phân nửa, tức 32 trong tổng số 63 bí thư tỉnh ủy không phải là người dân địa phương. Số còn lại sẽ được thay kể từ nay đến hết nhiệm kỳ, tức là đến năm 2026. Bà Mai vốn cũng là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, đưa ra tuyên bố này tại hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng đảng cho các cơ quan thông tấn và báo chí trong nước vào hôm 14 tháng 7. Theo lời phân tích của bà Mai được báo Thanh Niên dẫn lại, thì người đến từ nơi khác làm lãnh đạo địa phương về căn bản tốt hơn người có xuất thân tại chỗ. Tuy nhiên, việc sắp xếp này cũng nên có ngoại lệ. Theo lời bà Mai, chẳng hạn những cán bộ dân tộc thiểu số không nên được điều đi lãnh đạo ở những tỉnh thành không có cộng đồng dân tộc thiểu số đó. Về mô hình kiêm nhiệm, bà Mai được dẫn lời nói bà ủng hộ để cho bí thư tỉnh ủy vốn là lãnh đạo về mặt đảng kiêm luôn chức người đứng đầu Hội đồng Nhân dân, mặc dù cơ quan này về danh nghĩa là do người dân bầu lên để giám sát hoạt động của chính quyền. Theo mô hình này thì đảng làm và tự kiểm tra việc làm của mình luôn. Lâu nay theo mô hình lãnh đạo địa phương của đảng thì phó bí thư tỉnh ủy thường được giao làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân, tức người đứng đầu cơ quan hành pháp địa phương. Như vậy, nếu bí thư được giao làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thì hai cán bộ đảng chấp bu ở địa phương cũng là hai người nắm cơ quan hành pháp và lập pháp. Cũng theo lời bà Mai, tại hội nghị này, thì Bộ Chính trị đã quyết định từ nay cho đến năm 2026 sẽ cho về dường 5% số cán bộ tài chức để làm tinh gọn bộ máy, giảm chi tiêu ngân sách cho tiền lương. Dịch COVID-19 chưa dứt, Việt Nam nay đối diện với dịch sốt xuất huyết. Ngày 14 tháng 7, thì Bộ Y tế cho biết các ca sốt xuất huyết tại Việt Nam cho đến thời điểm này trong năm nay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Cảnh báo các bệnh viện nên chuẩn bị nhận nhiều ca mắc hơn nữa. Sốt xuất huyết là bệnh do mũi lan truyền phổ biến tại Đông Nam Á, gây nên các triệu chứng giống như cúm và hiện chưa có thuốc chủng ngừa. Sốt xuất huyết nghiêm trọng có thể gây nên chảy máu trong. Việt Nam ghi nhận hơn 89.000 ca sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm, là tăng mạnh so với gần 36.000 ca một năm trước đó, tức là 148%. Và số ca tử vong tăng gấp 3 lần, lên 34 ca so với cùng kỳ. Đất nước 98 triệu dân này thì thường ghi nhận khoảng 110.000 ca nhiễm mỗi năm trong những năm gần đây, với số ca nhiễm thường đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10. Cũng trong ngày 14 tháng 7, thành phố Sài Gòn là một trong những điểm đang bùng phát dịch sốt xuất huyết, đã họp ban chỉ đạo phòng chống dịch để bàn giải pháp đối phó tình hình dịch đang diễn biến ngày càng nặng. Theo số liệu này được đưa ra tại cuộc họp, thì Sài Gòn đã ghi nhận gần 25.000 ca sốt xuất huyết, tăng 61% so với đợt bùng phát dịch hồi năm 2019 và đã có 7 ca tử vong. Dịch hiện vẫn lan nhanh tại các quận huyện vùng ven như Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Các bệnh viện trên địa bàn cũng báo cáo là cứ 100 người đến khám sốt xuất huyết thì có 60 người cần nhập viện với các triệu chứng như là sốt cao, nôn ói, v.v. Hai cựu tư lệnh cảnh sát biển nhận hối lộ bị phạt 12 và 15 năm tù. Ông Lê Văn Minh, cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 4 bị phạt 15 năm tù. Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh cảnh sát biển vùng 3 nhận 12 năm do bảo kê đường dây buôn lậu xăng dầu. Mức án được tòa án quân sự quân khu 7 công bố chiều ngày 15 tháng 7, sau 4 ngày xét xử vụ án liên quan đến 9 cựu cán bộ biên phòng. Cảnh sát biển nhận tiền hối lộ của đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng. Bị tuyên phạm nhận tội hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự. Tòa cấm hai bị cáo đảm nhiệm công việc chức vụ trong các cơ quan nhà nước trong 5 năm sau khi chấp hành xong án tù. Ông Minh bị viện kiểm sát cáo buộc vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn, đã trực tiếp và thông qua vợ con nhận 6.9 tỷ đồng của trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty Phan Lê Hoàng Anh. Ông Thanh mặc nhiên để vợ nhận 1.8 tỷ đồng. Cả hai bị quy kết bảo kê cho hoạt động buôn lậu trong thời gian dài, tần suất nhiều chuyến một tháng. Là người duy nhất bị truy tố hai tội danh,
ông Nguyễn Thế Anh, 49 tuổi, đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị phạt tù chung thân cho tội nhận hối lộ và 2 năm vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp mức án là chung thân. Đại tá Phùng Danh Thoại, 57 tuổi, cựu trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, bị phạt 7 năm tù về tội buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự. Ông Thoại là người duy nhất trong 14 người bị truy tố tội danh này. 10 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng 21 ngày đến 16 năm với hai nhóm tội danh nhận hối lộ và không tố giác tội phạm. Hàng loạt cửa hàng Bách Hóa Xanh đóng cửa. Có những ngày gần đây thì nhiều cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Sài Gòn nay treo biển sốc, xả kho giảm đến 50%. Và một số cửa hàng treo bản tạm đóng cửa để nâng cấp. Trong số đó khá nhiều cửa hàng chỉ mới có khai trương hoạt động từ cuối năm 2021. Và theo báo cáo tài chính của quý 1 năm nay thì công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động là đơn vị chủ quản của Bách Hóa Xanh đã cho thấy tính đến hết tháng 4 năm nay toàn chuỗi có 2.140 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 7, hệ thống này còn có khoảng hơn 1.800 cửa hàng. Như vậy, trong hơn 2 tháng qua, đã có hơn 300 cửa hàng Bách Hóa Xanh bị xóa sổ. Trước hiện trạng mà hàng loạt cửa hàng ồ ạt xả kho, nhiều nghi vấn hệ thống này đóng cửa hàng loạt vì kinh doanh không hiệu quả và sắp đóng cửa toàn bộ hệ thống. Trả lời thắc mắc này thì đại diện doanh nghiệp khẳng định không có chuyện đóng cửa toàn bộ mà Bách Hóa Xanh đang tái cơ cấu theo chiến lược đã đề ra từ đầu năm. Trước đó thông tin với các cổ đông thì ông Nguyễn Đức Tài là chủ tịch công ty Thế giới Di động cũng là công ty mẹ của Bách Hóa Xanh đã công khai kế hoạch thu hẹp hệ thống trong năm nay. Theo đó hệ thống này sẽ đi theo mô hình mới và rà soát chuyển đổi hoặc đóng cửa những cửa hàng không hiệu quả hoặc không đáp ứng được yêu cầu. Những cửa hàng đang hoạt động cũng sẽ cơ cấu lại hàng hóa và chỉ tập trung vào khoảng 2.000 đến 3.000 mã hàng có nhu cầu tiêu dùng cao thường xuyên. Bão giá tàn phá giấc mơ người xây nhà. Trong cơn bão giá vật liệu xây dựng hiện nay, không chỉ những dự án công trình lớn rơi vào cảnh mất kiểm soát chi phí, mà ngay cả những chủ thầu xây dựng nhỏ, chuyên thi công nhà dân sinh cũng lao đao, tìm mọi cách để xoay sở. Theo đó, xi măng, cát, đá xây dựng, gạch ốp lát đồng loạt tăng giá từ đầu năm 2022, khiến cho nhiều người bị vỡ kế hoạch xây nhà, kéo dài thời gian hoàn thiện. Chi phí xây dựng vượt ngưỡng không chỉ là nỗi lo của chủ nhà, mà chuyện lời lãi thậm chí phá sản cũng gây áp lực lớn đối với nhà thầu xây dựng hiện nay. Đang xây căn nhà 120m² với một trệt một lầu, anh Nguyễn Văn Đông, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Sài Gòn đã bàn với vợ quyết định tạm dừng sau khi hoàn tất phần thô để chờ giá cả vật liệu hạ nhiệt. Anh cho biết anh xây nhà 2 tháng nay, nhưng giá các loại vật liệu tăng quá cao nên tạm ngưng. Chờ đến cuối năm mới hoàn tất. Theo một số đơn vị xây dựng, do vật liệu xây dựng tăng giá quá nhanh trong thời gian ngắn, nhiều chủ thầu nhận nhà nhưng vẫn không ký hợp đồng, khiến cho gói thầu ngưng trệ hoặc tìm cách đánh nhanh rút gọn để đi làm dự án khác theo kiểu gọt chân cho vừa dày. Cách làm này sẽ làm giảm phẩm chất công trình. Khuyến cáo lừa đảo du lịch tại Phú Quốc. Ông Bùi Quốc Thái là giám đốc sở du lịch của Kiên Giang, cho biết cơ quan này đang phối hợp với sở thông tin và truyền thông để kiểm tra, xử lý, gỡ đi các bài đăng trên các trang mạng mà có nội dung không chính xác về du lịch Phú Quốc, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin du lịch liên tục trên cổng thông tin điện tử để du khách nắm. Theo ông Huy, thì phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, cho biết là thời gian qua có rất nhiều du khách bị lừa do mua voucher, các sản phẩm tour tuyến trên các trang mạng xã hội, đặc biệt chạy quảng cáo trên Facebook mà không có tra kỹ thông tin. Có những người không phải là người địa phương Phú Quốc mà vẫn thành lập trang Facebook với tên Phú Quốc Travel, du lịch Phú Quốc, v.v. Do đó du khách dễ bị lầm tưởng rồi lựa chọn đặt đi. Ông Huy cũng khuyến cáo du khách nên tham khảo thông tin du lịch trên mạng, cần kiểm tra đầy đủ như tên, địa chỉ, rồi xác minh trước khi đặt tour đi du lịch để tránh tình trạng bị lừa. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong ngày 13 tháng 7, Phú Quốc đã có hơn 46.000 du khách trong nước đang lưu trú, tăng 5.000 so với ngày 12 tháng 7, và lượng khách quốc tế là khoảng hơn 2.300 khách, tăng hơn 200 khách trong những ngày qua. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Xin ngán kính chào quý vị và các bạn.
Thank you.